cuộc sống của chúng ta không chỉ sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, cả ngày làm và ba việc gì đó, tối ngủ chờ chết. Một cuộc đời như vậy là vô nghĩa. Cuộc sống này, nếu chúng ta không có ý thức được, chúng ta không ý thức được cuộc sống để làm gì. Rồi cuộc sống này chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta làm gì? Mục đích chúng ta có mặt trần gian này để làm gì? Cái này các con phải có cái tư duy lại. Sáng dậy mình ăn, rồi mình làm cái gì đó, rồi cái trưa mình ăn, mình làm gì đó chiều mình ăn, rồi mình tối ngủ, rồi mình chờ chết. Như vậy cuộc đời sống như vậy, mục đích mình làm cái gì đây? cho cái bản thân mình hay là mình có mặt trần gian này để mình làm như vậy hay mình còn làm chuyện gì khác nữa không cái đó là một con người của chúng ta phải có trách nhiệm tư duy đó rồi chúng ta mới suy nghĩ được cái đó rồi chúng ta mới tìm cái hướng đi không lẽ có mặt trần gian này làm như vậy sao vì việc làm gì cuộc sống cái là Nói láo Giả dối lường gạt Làm điều này làm điều kia Tạo thêm Cái nghiệp thức Lưu vào Cái tàn thức Rồi trở lại kiếp sau cũng làm vậy nữa Rồi trở lại cũng làm vậy nữa Vậy thì cuộc sống này Với mục đích gì như vậy thì cuộc sống này làm cái gì đây bây giờ mình có bắt trần gian này mình làm cách nào để mình chuyển hóa nó được để mình sống nó được khi mình lìa đời mình làm chủ được cách mình lìa đời mình muốn trở lại là quyền của mình mình muốn không trở lại là quyền của mình còn cái này tối ngày mình quân tập như vậy mình quân tập sống như vậy thì mình phải bắt buộc phải trở lại rồi trở lại nhưng mà trở lại một lần kế tiếp này làm sao mình hiểu được mình sẽ về đâu mình làm cái gì đấy đó tại sao đức phật các tổ không trở lại vì người ta làm chủ được cuộc sống làm chủ được cái chết nên người ta mới ra đi người ta thấy trở lại để làm gì cái triết lý buddha ngài để lại cho trần gian này rồi ngài không cần trở lại nữa trở lại để làm gì rồi các tổ cũng vậy học triết lý rồi ngài để lại để làm gì cũng như sông đã để lại 43 bộ kinh rồi. Nói giờ sông chết, nếu mà sông làm chủ được cái chết, thì sông trở lại để làm gì? Cái chỗ này là chỗ của vua Trần Nhân Tông. Sau khi chiến thắng hai lần quân mông rồi, Ngài giao lại cái ngai vàng cho con, Ngài xách túi đi, tìm cách tu tập tiếp để Ngài ra đi không trở lại. Ngày sống nhiệm vụ rồi. Còn chúng ta còn vướng mắt quá nhiều. Nhìn cái đó biết ngay là cái cuộc đời của người đó sẽ đi về đâu rồi. Bởi vì Đức Phật có nói hai câu. Nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ. Nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Mình nhìn cái cuộc sống người đó mình biết họ sẽ đi về đâu. Nói chuyện với họ năm ba câu biết trình độ họ, sẽ đi về đâu. Đó. Bởi vậy con người sống vô nghĩa. Nhưng mà cái tôi nó lớn quá đụng tới nó cái là nó nó tưởng nó là ngon lành rồi nhưng mà thật ra nhìn được bên trong rồi mới thấy kiếp này tái sanh lại còn không không hiểu cái chân lý không hiểu cái triết lý Đức Phật mất đi gần hơn 60 năm mới tìm hiểu được cỡ thầy đây mà phải mất lại hết là 45 năm mới tìm hiểu được còn bây giờ nó sáng ăn trưa ăn chiều ngủ ăn rồi ngủ đó. Làm sao nó tìm hiểu được Cuộc đời sống vô nghĩa Vì con vật nó cũng sáng Được ăn một miếng cơm Rồi nó chạy lòng vòng lòng vòng Trưa chiều lại chờ Được cho một miếng cơm Tối ngủ Lần lần nó nó già bệnh chết Sống trong xã hội này cũng vậy đó con vật nó cũng vậy nó cũng sống như giống chúng ta đây con chó ở dưới vườn cũng vậy sáng nó chờ đem cơm xuống rồi trưa nó chờ đem cơm xuống rồi ăn rồi nó sủa nó lầy quầy, lèo quầy, nó chờ chết thôi nó không có một cái lộ trình nào hết để nó thoát khỏi ra một kiếp của nó Ở đây thầy muốn giảng cho các con thấy một cái lộ trình của một kiếp sống của người nó vô nghĩa. Mình làm cái gì cho lợi ích được cộng đồng mà chính bản thân mình phải ngộ được cái gì để đạt được cái mục tiêu gì. Đặng mình mới ra đi được. Đặng mình không trở lại cái lăng nhăng này nữa. Con vợ mình cũng phải bỏ lại thôi tình yêu muôn kiếp chưa phải là thật mà trên văn tự mình nói mình hay lắm nhưng thật sự mình bị ràng buộc hết mình ràng buộc từ cái ăn từ cái ngủ từ cái làm từ cái tài chánh từ cái tình mình thoát không được nó ràng buộc mình lại rồi mình không thoát ra được cái ngũ trượt ác thế nó cột mình lại rồi mình đâu có tìm cách đi ra được bởi vậy năm bước cái tâm hy sinh cái tâm nhẫn nhục cái tâm siêng năng chân thật tình thương là để nó chuyển hóa cái ngũ trượt ác thế này nhưng mà mình phải sống trong một cái pháp giới cái ngũ thừa phật Phật giáo Nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa Mình phải sống trong một cái pháp giới đó Tại vì mình không còn kẹt nữa Các con ở đây, con, các con thấy con các con có kẹt không? Bởi vì cái quỷ thời gian các con không có không có thừa để lo luyện cái thân và cái tâm này mình sắp cái cuộc sống mình là Lại đừng để ràng buộc Một ngày mình làm 8 tiếng, 9 tiếng là Mình lấy đồng tiền để mình báo hiếu cha mẹ thôi Chứ mình không có ràng buộc cái, cái thời gian đó Còn mình làm khoa học là mình nghiên cứu, mình siêng năng Mình hy sinh nhẫn nhục, mình siêng năng Để mình mở cái kỹ năng mình ra Để mình hỗ trợ cho cộng đồng Để mình giúp cho cộng đồng có một viên thuốc quý để trừ những cái bệnh tật đang khi gặp phải. Mình tập yoga, mình ngồi thiền để mình điều cái thân mình cho nó vững chắc. Sức khỏe mình cho nó có vững chắc. Mình không có lệ thuộc. Rồi mình học triết lý, rồi mình ứng dụng cái chân thật và tình thương đó vào trong cuộc sống này hy sinh những nhục siêng năng này để mình đạt được cái trí tuệ rồi mình sống bình thường lúc đầu mình hơi khó nhưng mà khi mình quen công việc rồi mình thấy nó bình thường thật sự ra hai doanh nghiệp này là phương tiện của các con chứ không phải là phương tiện của sư ông nữa bây giờ sư ông dẹp cái sông ngọc linh này làm sao các con có phương tiện đi về cái ngũ thừa phật giáo mà lại thiệt hại cộng đồng đang cần đó là phương tiện của các con đó xong ở trong một cái môi trường này mà không bị ràng buộc xong làm với một cái tinh thần cái khả năng của chính mình nhưng thấy nó bị ràng buộc ngưng lại Bởi vì ở đây Cái sông Ngọc Linh Cái, cái lan là phương tiện của các con Chứ không phải phương tiện của sông nữa Vì sông đã trải qua nó gần 25 năm cây lan rồi Trải qua 10 năm cái sông rồi Xong lên trên rừng xong Đi tìm kiếm cái sông Ngọc Linh về rồi Ngất xỉu ba lần rồi Nói là phương tiện của các con Để đi một cái lộ trình của ngũ thừa Phật giáo Rằng các con không bị ràng buộc Các con đang đi theo một cái lộ trình đó Ngoài ra các con không vướng mắt cái lộ trình nào nữa hết Để con luyện cái thân và cái tâm của chính mình 80 tuổi rồi đâu còn làm nữa các con. Nhưng mà phải làm ngày đêm. Là để tạo ra cái phương tiện cho các con đi. Đó. Như vậy còn sống trên trần gian này một giờ một ngày là lợi lạc cho mấy chục người và cho cộng đồng. Chứ không phải lợi lạc cho cái bản thân nữa Bây giờ mỗi buổi sáng giảng Buổi chiều giảng để lan tỏa Cái tư tưởng Của Thích Ca Mô Ni ra Cho cộng đồng Bởi vì Đóng một giai tù này đó Ở trong cái ngũ trượt ác thế này Mà không bị kẹt Không bị nó ràng buộc Cái tham của chúng ta trong cuộc sống này quá nhiều Vì cuộc sống của chúng ta nếu không có một cái lộ trình rõ ràng Thì sẽ giống như con vật thôi Không có ý nghĩa gì hết cả Lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, tức là con người phải sống bằng cái tâm chân thật, trong sáng, cái tâm chân thật đó là cha, rồi từ đó cái tâm chân thật trong sáng đó mới hành động với cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, thì trí tuệ mới hiện ra, trí tuệ ở đây là mẹ, rồi từ đó mình đưa ra ứng dụng cho cộng đồng là quyến thuộc, nếu sống ích kỷ, tật đố, sống cho cá nhân mình thì không làm được điều này đó là xong đưa nói ra một cái lộ trình để cho các con thấy nếu mình mà không có một cái tư tưởng để chuyển hóa nó thì mình giống như con vật thôi vô nghĩa mình không có làm lợi lạc gì cho cộng đồng hết mà bản thân mình mình cũng không tìm ra một cái lộ trình để mình thoát ra cái ngũ trượt ác thế này nữa có phải vô nghĩa không vậy mình nói ai nghe bản thân mình chưa xong mà khi chúng ta có ý thức điều này ví như một doanh nghiệp trồng cây dược liệu làm việc gì mình cũng phải hy sinh làm luôn ngày đêm làm để có sản phẩm rẻ nhưng đủ chất lượng giúp cho cộng đồng để họ uống chữa bệnh đó đó là lấy cộng đồng làm quyến thuộc trong cộng đồng đó có cha mẹ chúng ta có anh em bạn bè và người thân quyến thuộc của chính mình không còn phân biệt nam nữ dùng miền nữa như vậy tâm chúng ta mới rộng lớn còn nếu như tối ngày chỉ lo gia đình, chồng, vợ với con cho bản thân mình thì tâm nhỏ hẹp. Tâm vì cộng đồng thì mới rộng lớn. Tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Trí nó rộng lớn thì quy tính nó mới rộng lớn. Quy tính nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn được. Tối ngày mình lo cho cái bản thân mình ta không à. nó đeo cứng ngắt mình vậy, mình thoát không được ra, thoát ra cái nó cãi, nó đi lộn, tay nó cứng ngắc cuộc đời mình rồi mà nó cột mình lại rồi mà, cái đó là địa ngục kêu rồi, các con có thấy rõ chưa? Thấy rõ tại đây chưa? Thấy địa ngục chưa? Các con ở đây chỉ có nghe lời một người đạo sư thích gọi đăng thôi. Vì người này có trách nhiệm để hướng dẫn cho các con hướng đi cái ngũ thừa Phật giáo. Các con không bị rệ thuộc ai hết lệ thuộc làm việc trong ngày mấy tiếng đồng hồ vì cái gì vì để luyện để luyện cái ngũ thừa phật giáo để luyện cái tâm và cái thân chứ không lệ thuộc ai cha mẹ mình sinh ra có mặt trần gian này nhồi nuôi lớn lên là mình có trách nhiệm với mình chứ đâu còn vướng mắt cha mẹ nữa nhưng mà vì tình thương vì báo hiếu mình làm lương mình gửi về cha mẹ mình đó là nhân thừa chứ còn mình đâu có dướng mắt các vị nữa các vị không giải quyết được cho mình một kiếp sống này không giải quyết cho mình được một cái lộ trình để mình trở lại hay mình ra đi luôn hay là giải thoát của mình được các ngài không giải quyết được tự mình phải giải quyết Đức Phật nói Này tỳ kheo Các ông hãy nương tựa nơi chính mình Để phát hiện trí tuệ và giác ngộ Thầy ở đây là cái cơ sở này Là cái phương tiện cho các con nương thôi Chứ các con không có tựa Tựa là phải tựa nơi chính mình Cha mẹ giúp mình thôi sanh mình ra tạo mình ra rồi nhưng mà còn cái lộ trình này là chính mình phải tìm đi cũng như thầy đây 9 tuổi bà cụ mất 12 tuổi ông cụ mất là tự phải tìm một cái lộ trình để mình đi hôm nay ngồi để giảng cho các con tự mình phải tìm một cái lộ trình để mình đi nhưng mà mình có phương tiện là mình phải báo hiếu. Mình không quên cái hiếu thảo đó lúc ban đầu. Cái tâm ban đầu. Nhưng mà mình đừng để vướng mắt. Tại sao, sao ông không có dỗ cha mẹ? Vì trên con đường đi này là con đường mình phải tự giác giác tha. Nhưng mà hiếu thảo cha mẹ vẫn giữ làm sao lợi lạc cho cộng đồng để có cái đức và cái trí hồi hướng lại đức phật cũng vậy ngài để là cái triết lý buddha thầy tu 45 năm rồi đó là để đền đáp cái công ơn đó là phải truyền đạt cái này cho cộng đồng chứ không phải để cúng kiến ngài Người ta không hiểu cái đó Người ta kẹt cái đó Bởi vì kẹt cái đó là thoát không được Từ công đức rộng lớn thành tựu trí tuệ rồi ứng dụng được trùng khắp tất cả. Bởi khi ứng dụng cái tâm hành như vậy, chúng ta mới được cái phước và cái đức. Đức tượng trưng cho phân bón, còn trí tuệ tượng trưng cho nước sẽ tưới những lộ trình của chúng ta có mặt ở trần gian này trong kiếp sống này một người có trí tuệ phải ra đi hay là vào đời để nhập thế tự nuôi sống của bản thân các vị thành công thì luôn để lại thành quả cho cộng đồng trao không một điều kiện không hưởng phước của tam bảo họ chỉ hưởng cái chánh pháp giảng tàn niết bàn diệu tâm của đức ngài buddha để lại mà thôi Chứ không hưởng phước tài tam bảo, các vị ấy không có lỗi gì cả, chỗ này các vị ấy không gạt ai, người tu sĩ không bị đói nghèo vì được hưởng phước đức của tam bảo rồi. Khi người ta tới cúng, cúng dường tam bảo thì một vị xuất gia được hưởng. Do đâu có cái đức nhiều vô lượng như vậy mà tất cả tăng ni trên toàn thế giới đều được hưởng, đó là do cái niết bàn diệu tâm của ngài Buddha để lại mà thôi. Đó. Chứ ngài không có để lại cái gì hết. Được hưởng. Nếu các con thành tựu được cái đó là các con được hưởng cái phước đó. Cũng giống như xong đang hưởng cái phước đây. Hưởng cái đức đó, hưởng cái trí đó mà ngài Buddha để lại cho trần gian này. Ai đi được vào cái đó thì được hưởng Cái niết bàn diệu tâm Niết bàn là chân tâm Cái diệu tâm là ứng dụng chân tâm Thì thành công hết tất cả cuộc sống này Mà muốn được cái đó là phải có cái tâm hy sinh Nhẫn nhục siêng năng để luyện Thành trí tuệ rồi Nó không còn ích kỷ tham lam Nó không còn tật đố Nó không, không còn bón sẻn nữa Không còn lợi dụng nữa Nó mới được Chứ không phải Tiền rừng bạc biển Không phải Bởi vì nó có cái đó rồi, nó nó thành công mọi mặt rồi, nó có cái uy tín. Nó có cộng đồng xung quanh hết rồi, cần cái gì nữa đâu mà tiền bạc, vật chất nữa. Cũng như ngày hôm qua có hai vị đó đi tìm nay là mấy ngày tìm thầy. Xin thầy loan tỏa cái này ra cho cộng đồng. Ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đến. Cô nghiên cứu Phật giáo này 30 năm rồi. Nghe cái này con đi tìm thầy. Xin thầy loan tỏa ra cái này cho cộng đồng. Người đó ngồi phân tích cho thấy Năm bước đi của thầy Nước mắt họ tuôn tràn Họ không ngờ Họ nói đạo Phật này đạo của Việt Nam Của con người Việt Nam Mặc dầu Bổn sư Thích Ca để lại mà con người Việt Nam ứng dụng được. Ngài Buddha để lại chân lý này và các sứ giả như chư tổ tiếp nối, hiển lộ và ứng dụng vào cuộc sống đời tu mà con người chúng ta mới đem áp dụng vào cuộc sống đó an lạc và hạnh phúc. Vậy thì phải làm sao sáng tỏa, tam bảo để được cộng đồng thấy, hiểu, và hành chánh pháp thì mới khỏi mắc tội đấy hưởng của tam bảo mà không hiểu cái niết bàn diệu tâm hưởng cái tam bảo mà không đem được cái niết bàn diệu tâm cho cộng đồng thì mắc tội cũng như tại đây đến đây mà không hiểu được Cái lộ trình ở đây Sống ích kỷ Sống tham lam tật đố Thì sẽ mắc tội địa ngục Chứ đâu phải lấy triết lý của ra đem đi thuyết giảng suông Ứng dụng và hiện thực rồi Gọi là hoằng pháp Cái đó là rỗng không Như lời của võ Tắc Thiên nói Vô thượng thậm thâm di diệu pháp Bá thiên dạng kiếp mới nang tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Khi người bắt đầu hiểu Được khai thị cái nhìn chân chính rồi Sự quý báu vô giá của chánh pháp Thì lời thể nguyện thật đáng trân trọng Vậy các vị xuất gia đem lại cho mình Có trí tuệ chưa Trở về cái tâm chân thật của chính mình chưa? Chỗ đó là điều rất hệ trọng cho một kiếp người này. Ngày nay các vị, kể cả cư sĩ mà đoàn kết lục hòa cùng nhau hợp sức lại, thực hành và ứng dụng cái chân tâm diệu tâm, hai chân lý của Đức Buddha để lại cho cuộc sống, thì các vị cũng được hưởng cái đức của tam bảo còn nếu không đưa được ra Chỉ hưởng cái đức tam bảo mà không thôi Thì khi hết phước sẽ bị đọa Đó là chỗ kẹt của hành giả Mà Ngài Buddha đã thấy từ lâu chỗ này Chính là khi Buddha đã dạy rõ Trong cái triết lý Duy Ma Cật Dù Duy Ma Cật là một cư sĩ Nhưng được xem như là một vị cổ Phật vì đó đầy đủ công đức đưa chánh pháp ra hàng đệ tử của ngài buddha cũng không có thể đối đáp được đó khi đưa ra được cái triết lý buddha khi hiểu được ứng dụng được không còn phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ là người đó đại diện cho như lai để làm sứ giả truyền lại ngài để lại cái niết bàn diệu tâm thôi nhưng mà người sứ giả đó có trí tuệ ứng dụng vào cuộc sống để hòa hợp để hòa đồng để lục hòa với cộng đồng đưa cái đó ra ẩn mật đưa cái đó ra cho cộng đồng để hưởng cái chỗ đó là kêu mới gọi là sứ giả của như lai sứ giả là người đại diện của phật như Lai là Phật Để nối lên một cái, cái triết lý đó Để cho mọi người được hưởng Ngài không còn tái sanh nữa Ngài không có mặt trần gian nữa Cái trách nhiệm đó Là trách nhiệm của một người sứ giả Trên đường tu tập nhập thế chúng ta Gặp rất nhiều cảnh thuận nghịch Nhất là hàng cư sĩ Nếu mình chấp Thì rất dễ bị kẹt Làm sao để trừng tâm mọi thứ tới với mình mọi điều là pháp tất cả coi xem như tâm từ của mình có mở ra được hay không mình có buông cái chấp của mình hay không bởi vậy tu một năm mà sơ sẩy một ngày kể như mất hết cuộc đời tu của chúng ta sơ sẩy trời ơi tu cái gì kỳ vậy không hiểu nữa thôi tới đây ngừng